giật trước nha anh em. Cơ nè. Shibugai nha, 30 ngựa nha, 5.800 vòng trên phút, gớm không? 30 ngựa, 22.8 mét, 38 kVA là 30 ngựa đó con, khoảng 30 ngựa trở lên đó, 5.800 vòng trên phút, ghê tốc độ khủng. Đặc biệt cái đời này là mát bằng gió rồi con, mà con muốn chế mấy bài chế chạy ghe là khỏi cần lạc có nước luôn, là mát bằng gió lợi hại lắm nè. Chạy ghe hay chạy vỏ là khỏi cần câu nước lên, có làm mát bằng gió như máy xăng thường mà thôi, khỏe mà con ơi, khỏi công sở câu nước lên này, sẽ làm mát bằng gió như máy xăng mình vậy đó. Shibugai 30 ngựa, 5.800 vòng trên phút, tốc độ khủng luôn. Chờ câu đề nha. 30 ngựa, 5.800 vòng trên phút, Shibugai TS35 đẹp cực kỳ, mình còn khá mới khá đẹp nè. Rồi sao cả động đề cho anh em coi nè, nó có hai nắp thì ta nè. Rồi sau đó máy nổ mình kéo thằng này xuống như nè, nó sẽ hút hút khi nào đến khi nào mà nghe tiếng máy nặng lại, hoặc là mình thấy nước đầu ga đã ra thì mình nhả cò lên, rồi sau đó mình là nói chung là đó tới đó là mình sử dụng rồi. Rồi giờ mình đề nhẹ lại cho anh em coi nha. Đây mỗi cái nha anh em. Còn đây giật xăng mấy dầu em nhìn thấy không? Giật nhẹ thôi. Tăng lỗi lắm anh ơi. Nhiều lỗi lắm, tài lỗi hãng nào của ta mít xu. Máy rất là nhạy anh em, coi nè, giật không cần mạnh nè. Đó, lớn dạ. Anh nguyên bộ á anh. Rồi, cảm ơn anh em nha. Đây, TF35 22 kW, nghĩa là 30 ngựa đâu con, 5.800 vòng trên phút. Đặc biệt cái đời này bà con khỏi còn pha nhớt luôn, đổ nhớt hay thì từ đây là động có tự hút tự pha luôn. Con khỏi còn pha nhớt cái cực, tự hút tự pha luôn. Gần đổ nhớt vô bên này thôi. Đặc biệt cái đời này khỏe cái là mát bằng gió, bà con chế máy bay hay là đuôi giò chạy vỏ là khỏi cần chế nước luôn. Ép nước gió này nè, chạy như máy xăng chạy đã lắm. Giải nhiệt bằng gió luôn. Alo. Cái gì anh? Mới không à? Uno máy. Để anh coi thử coi. Mới hay gì anh? Dạ đúng rồi. Đây, giải nhiệt bằng gió rất tiện. Máy còn khá đẹp nè. Đây là pha nhớt tự động, đổ nhớt cái tự pha mà con khỏi pha cho cực, khỏi chở đúng hay sai tỷ lệ. Máy động chạy động, chạy động hút lên. Hai máy 30 ngựa, 5.800 vòng trên phút, tốc độ khủng luôn. Máy chữa cháy hai thì, hai máy 5.800 vòng trên phút, 30 ngựa, nặng là 98 kg, đề vừa giặt luôn, đề rất nhẹ rất vô luôn. Nhẹ bà con ơi, giật cũng nhẹ luôn.
thôi, làm mát bằng gió đây, là khổ gần làm mát bằng nước thì cực. Nước đề máy lên mà là động mát xi lanh mấy tông bằng gió luôn. Rất tiện như máy xăng, con chạy vỏ là ok luôn à. Nó đang khá đẹp nè con. Nước sơn còn nguyên. Ốc ác còn 7 màu luôn, ít xài. Nó này ít xài. Shibugai.